Vâng, một chiếc Moling 2008 bản số tự động, biển Hải Phòng, tên tư nhân, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.0. Đây là một cái mẫu xe cực kỳ nhỏ gọn và rất là đẹp cho mọi người. Với cái tầm tiền hơn 100 triệu, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024, tức là đăng kiểm mới tinh. Giá của nó thì hơn 100 triệu, mà nói luôn cho các bạn luôn là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng là bà con, các bạn chị em sở hữu ngay một chiếc xe 2008, sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, màu xanh rất đẹp, 15A09229. Một chiếc xe còn khá là ok và rất chất lượng cho quý hàng và quý bà con, các bác, anh chị em. Vậy thì bà con, các bạn, chị em nào quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tân Anh Tuổi Phòng qua số online 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. 15A09229, biển số khá là đẹp và tỉnh Hải Phòng luôn. Vâng, một chiếc xe còn khá là ok, nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động. Vâng, rất phù hợp cho bà con, các bác, chị em nào với gia đình, hay là các chị em nào đi công sở, anh em nào đi trong phố thì khá là ok. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này thì nó khá là tiết kiệm, tăng tầm khoảng 5 lít đến 6 lít trên 100 km bà con nhé. Xe thì được tích hợp xi nhan trên gương, la đăng đúc 4 bánh theo xe, hệ thống túi khí đầy đủ và đăng kiểm là đặc biệt là đăng kiểm dài đến tháng 5 năm 2024, tức là còn hơn 1 năm nữa. Hệ thống đèn của nó là một cái hệ thống đèn còn khá là đẹp cho mọi người. Đèn khá đẹp cho mọi người này, rất là đẹp luôn. Hệ thống la đăng của nó là la đăng đúc theo xe, dàn lốp của nó thì còn khá là mới cho bà con. Tuần thứ 24 của năm 2021. Lộ thất của nó này, lốp của nó khá là mới nhá. Một dàn lốp gần như là mới tinh cho anh em. Mới lắp từ năm 2000, tuần thứ 24, lốp trước là tuần 24 của năm 2021, còn dàn sau này thì đâu rồi? Đét của nó đâu rồi? Chưa nhìn thấy đét đâu cả. Nhưng mà lốp này thì khá là mới này. Khả năng là 4 quả lốp này thay cùng nhau thôi. Mặt đét nó ở bên trong. Xe thì đã có cảm biến lùi, có màn hình đầy đủ hết cho xe. Với giá 158 triệu đồng thì bên em chỉ báo rút hồ sơ cho mọi người thôi. Với cái tầm giá này thì nó cũng là một cái giá mà khá là thấp và dễ sử dụng nhất rồi. Chứ cũng không dám đăng cao lên thời điểm này để bớt cho các bạn nữa. Vì cái giá đó là các bạn xem hợp lý là các bạn quất thôi, chứ còn đâu thì bây giờ đăng cao lên thì bớt thì các bạn cũng đăng cao lên để bớt thì cũng được, nhưng mà không có người xem. Con này thì tuần thứ 23 của năm 2021 này. Đó, nó tóm lại là 4 quả lốp còn khá là mới và đăng kiểm một chiếc xe thì tháng 5 năm 2024. Hệ thống xi nhan được tích hợp ở trên gương đầy đủ theo xe. Một chiếc Moling khá là ok cho mọi người, cực kỳ chất lượng. Chất lượng cho mọi người. Cực kỳ ok. Đèn này của nó đây, đèn đóm của nó hậu phía sau, hệ thống đuôi gió, đuôi rước đầy đủ hết theo xe, cản trước cản sau đầy đủ. Một cái mẫu xe mà khá là hợp lý cho bà con. Đây là phần nội thất này. Nội thất chiếc xe thì được bọc một bộ áo ghế bằng da màu đen. Còn khá là đẹp. Tất nhiên thì qua thời gian sử dụng thì nó cũng đã có độ bào mòn ở phần vô lăng. Trần của nó là trần 5D, chống nóng rất là tốt. Sàn của nó là sàn nỉ nguyên bản theo xe, không có bị bọc sàn, chứng tỏ xe còn không bị ngập nước. Đấy. Cam kết cho anh em không ngập nước, không đâm đụng, không tai nạn. Máy số keo chỉ zin. Máy thì đã chắc là khả năng là đã làm lại rồi, thì chúng ta sẽ kiểm tra. Còn keo chỉ của nó thì zin. Cột kèo nguyên zin, không lỗi bà con nhé. Cột kèo nguyên zin không lỗi. Với một cái tầm tiền khá là hợp lý để bà con có thể mua chiếc xe này, thì đây cũng là một cái mẫu xe mà cực kỳ chất lượng và rất hợp lý cho mọi người. Rất ổn định để bà con có thể mua đây. Cột kèo của nó đây, cực kỳ ok cho bà con. Nội thất của nó thì khá là đẹp và rất chất lượng cho bà con. Rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Đấy, keo chỉ này, zin hết đây. Keo chỉ zin này. Cực kỳ ok. Vậy thì bà con, các bác, chị em nào có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe đó thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tân Anh Ô tô Hải Phòng qua số online 081-666-2386 hoặc 0971-255-863. Địa chỉ gà của em thì làm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn An Dương, Hải Phòng, làm trên mặt đường quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, làm đối diện với lại bên kia là ngôi chùa Cao Linh, nên các bạn có thể đến xem trực tiếp tại cửa hàng bên em. Các bác nào mà đến thì có thể alo trực tiếp cho em đó, qua số hotline của em, hoặc là đến trực tiếp cửa hàng gặp Tuấn Anh Ô tô Hải Phòng, em xin đón tiếp các bạn một cách nhiệt tình nhất, đúng không ạ? Đó là cái điều rất là đơn giản thôi, cực kỳ ok. 158 triệu đồng, một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, còn khá là đẹp cho mọi người. 2008, số tự động, máy số tự động nhá, máy 1.0, nhập khẩu 4 máy. Cực kỳ ok cho mọi người. Với cái tầm tiền này thì
anh em có thể là đi quanh quanh khu vực này, anh em đi xa đi gần Bắc Nam đều ok. Và đặc biệt là nhất là các bác là mà đi trong các khu vực nội thành thì với một cái mẫu xe nhỏ gọn như thế này thì em nghĩ là nó cũng tương đối là hợp lý để cho bà con có thể đi được. Đấy, bà con có thể đi được nhé. Tất cả của nó còn rất là đẹp cho mọi người này, tất cả nó rất là đẹp cho mọi người này. Sàn nỉ, trần nỉ, nội thất ghế da đẹp, đăng kiểm dài, bản đủ số sàn, số tự động với giá 158 triệu đồng. Thì bà con các bạn chị em nào có nhu cầu thì hãy đến với Tuấn Anh có tuổi không. Và bây giờ Tuấn Anh sẽ đi vào phần trong xe để kiểm tra xem máy móc chất lượng của chiếc xe hay là một số những cái phần điện đóm như gương kính chỉnh điện của nó thế nào, có ok không. Mo linh nhập nhá, có cả hệ thống túi khí đầy đủ hết nhá. 208 có phần hai phần sấy ghế này, hai sấy ghế này, điều hòa thì cực kỳ là mát, con này vẫn điều hòa cơ. Sấy ghế này đầy đủ, ngồi nóng một đít luôn nhá bà con nhá, nóng một đít luôn này. Rất ok cho mọi người. Hệ thống gạt mưa phun nước của chiếc xe thì vẫn hoạt động rất là bình thường, đúng không ạ? Tất cả hệ thống kính điện của nó thì lên xuống một cách rất là ổn định, rất ổn định luôn. Rất ok cho bà con. Rất là ok cho bà con này. Tất cả đều rất là đẹp. Hệ thống còi của nó khá là to. Gạt mưa cũng như là phần điện của nó thì đều hoạt động một cách rất là bình thường. Gương điện của nó hoạt động bình thường. Tất cả là ok cho mọi người. Hệ thống đầu đài màn hình của chiếc xe thì khả năng là vẫn dùng hoạt động. Có cảm biến lùi nhá bà con nhá. Con này thì chưa có cam lùi nhưng có cảm biến lùi này. Cảm biến lùi. Đầu đài của nó thì vẫn ok. Đầu đài thì vẫn ok cho bà con này. Con này có thể chạy bằng đĩa radio hoặc là anh em có thể lắp thẻ nhớ vào đây, USB ở đây, cổng này của taxi. Và cái phần này là phần đĩa này. Con này thì nó chưa có đĩa bên trong, nhưng mà điều hòa con này thì khá là mát luôn. Sổ ghi cái gì đây, bảo hành à? Không biết là anh này có vấn đề gì. Rất đầy đủ cho bà con. Tóm lại thì với một cái chiếc xe ở cái tầm tiền mà nó chỉ có đâu đó hơn 100 triệu mà các bạn đã sở hữu được số tự động, thì với chiếc Moling này nó khá là lành, bền, vì đó là nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Và tất cả mọi thứ của nó thì rất là dễ sửa chữa, cũng như tất cả mọi thứ thì còn khá là đẹp cho bà con. Bây giờ tôi đang sẽ xuống mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy móc của chiếc xe nó như thế nào, nó có ổn định hay không, có chất lượng hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem. Bà con nhé, rất là ok cho mọi người. 158 triệu đồng sở hữu đây được một chiếc xe Kia Morning 2008 tự động. Đây là phần máy này, trang bị khối động cơ 1.0, bốn máy liền bà con nhé. Đổ rất là ok, rất ok luôn bà con nhé. Tất cả là không có hơi thừa trước thì bà con có thể nhìn thấy đây. Với cái tầm tiền như vậy thì với chiếc Morning này thì là nó cũng khá là hợp lý với túi tiền của mọi người, nhất là nếu như bà con nào đang có cái tầm tiền mà hơn 100 triệu có sở hữu được một chiếc xe số tự động. Đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý để bà con có thể mua này. Rất chất lượng cho bà con này. Keo chỉ cabo này, khá đẹp. Tất cả mọi chức năng của chiếc xe đều khá là ổn định cho mọi người. Đấy, bà con thể thấy được tất cả đều rất là đẹp này. Đầu răng đầu giếc của nó là khá là ok cho bà con, đúng không ạ? Đầu răng khá là ok. Tất cả đều rất ok, máy lổ khá êm, gầm bệ chạy rất là chắc. Vâng, vừa rồi thì em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho anh em về chiếc xe Kia Morning 2008 số tự động nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, biển 15A09229, sản xuất năm 2008 với giá 158 triệu đồng. Do đó thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển trên cả nước. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bạn chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng xin trân trọng gặp lại tất cả mọi người. Rất hy vọng được đón tiếp tất cả mọi người ở video, ở những cái phần bình luận cũng như là những lần mà các bạn có thể đến trực tiếp cả bên em để xem và trải nghiệm.